tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show do Cao Minh Hưng phụ trách. Và chương trình này được phát hình vào mỗi sáng thứ ba lúc 9:30 cũng như là buổi chiều chủ nhật lúc 3:30. Và thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt cũng như là tạo một cái nhịp cầu để quý vị biết thêm về những sinh hoạt của các anh chị em ca nhạc sĩ cũng như là những họa sĩ. Kính thưa quý vị, trong mùa hè năm nay chúng ta biết là có rất là nhiều chương trình, mà đối với những quý vị nào mà yêu thích về bộ môn nghệ thuật hội họa cũng như là tranh ảnh thì trong lần này thì Cao Minh Hưng đặc biệt trong chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị một cái chương trình triển lãm tranh có tựa đề là Lung Linh Sắc Hạ, sẽ được một nhóm họa sĩ, ba họa sĩ sẽ được triển lãm vào 3 ngày 17, 18, 19 tháng 7 sắp tới đây. Thì kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có sự hiện diện của hai họa sĩ sẽ có mặt trong buổi triển lãm tranh này. Bên tay trái của Cao Minh Hưng là chị họa sĩ Lê Thị Vinh cũng như là họa sĩ Phạm Quỳnh Giao có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Mời chị Lê Thị Vinh và chị Phạm Quỳnh Giao gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ. Tôi tên là Lê Thủy Vinh, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang quay ở đài. Dạ, mời chị Phạm Quỳnh Giao. Dạ, tôi tên là Phạm Quỳnh Giao, xin hân hạnh chào các quý vị khán thính giả của đài. Dạ, kính thưa quý vị, thì trước khi Cảm ơn Hưng hỏi thì đặt một số câu hỏi về cuộc triển lãm có chủ đề là Lung Linh Sắc Hạ vào ngày 17, 18, 19 sắp tới đây. Thì Cao Minh Hưng được xin phép là giới thiệu đôi nét về họa sĩ Lê Thị Vinh. Trong một chương trình trước đây thì chúng tôi cũng có dịp giới thiệu một số họa sĩ trong nhóm họa sĩ Nam Cali. Thì được biết chị họa sĩ Lê Thị Vinh, chị tốt nghiệp từ trường Đại học Caltech Fullerton và hiện nay chị cũng đang cộng tác với chương trình với cái trường Fullerton trong một cái vai trò về freelance designer. Thì chị Lê Thị Vinh cho biết là chị rất là thích vẽ, tất nhiên là họa sĩ là thích vẽ rồi, ca hát. Và chúng tôi trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng thường gọi đùa chị là phóng viên chiến trường của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Vì mỗi lần có chương trình sinh hoạt thì chị Lê Thế Vinh thường đến và chụp những tấm ảnh rồi gửi những cái lời chúc thích rất là dễ thương. Thì đó là một cái cử mà chúng tôi cũng rất là quý mến. Và khi mà biết chị Lê Thế Vinh cũng như là họa sĩ Đặng Quang Minh cũng như là chị Phạm Quỳnh Giao có cùng chuyện triển lãm thì chúng tôi rất là vui để giới thiệu chương trình này. Và người thứ hai, Cao Minh xin phép giới thiệu về chị họa sĩ Phạm Quỳnh Giao. Thì chị Phạm Quỳnh Giao cũng hiện nay cũng đang định cư ở Hoa Kỳ và chị cũng tốt nghiệp Fine Arts về ở trường Golden West College. Và đặc điểm đặc biệt mà Cao Minh được biết là họa sĩ Phạm Quỳnh Giao chị được đào tạo ở hai cái trường phái hội họa, tức là Âu và Á. Thành ra nó phản ánh trong những cái sáng tác của chị có những đôi nét có hai cái trường phái đó. Chị nói là chị dùng những cái gam màu sắc, thành ra những cái sáng tác của chị rất là những cái ấn tượng. Và chị cũng đã từng tham gia những cái cuộc triển lãm trước đây cũng như là được một số giải thưởng của cái cuộc triển lãm này. Và Cao Minh cũng biết là chị cũng rất là đặc biệt, là chị có những cái biệt tài, đặc biệt là vẽ trên tranh nước, trên mặt thủy cũng như là trên tranh dầu cũng như là trên sơn mài. Dạ. Dạ. Thì đối với đặt câu hỏi cho chị trước là đối với tranh sơn mài, thì chúng ta biết ở Việt Nam cái tranh sơn mài cũng là một cái nét, một cái rất là hay của nền văn hóa Việt Nam. Sang đến Mỹ thì tranh sơn mài dường như nó không có được phổ biến như ngày xưa, không thưa chị? Chị có thể cho khán giả biết thêm về những cái nét khác nhau của tranh sơn mài ở Việt Nam so với tranh sơn mài bên này cũng thế chị? Nếu mà gọi là cái tranh sơn mài truyền thống của Việt Nam thì nó rất là công phu qua cái nhiều cái giai đoạn mài. Và nghĩa là mình cứ mài xong rồi mình lại vẽ tiếp xong rồi lại mài. Thì nó rất là mất công. Còn trong viết lại cái quy trình đó, cái chất sơn nó rất là độc. Cho nên cái tác hại của nó là cái người mà làm cái mặt bị sưng. Và nhiều khi bị ngứa nữa. Thì còn bên này thì mình có thể du di chế biến, thì mình có thể xài những cái chất liệu khác thay thế vào, nhưng mình cũng mài. Nhưng mà không có phải bằng cái mài khô chứ không có mài nước giống như là cái sơn mài truyền thống. Wow.
Những cái chi tiết này mà quý vị biết là chị Phạm Bình Giao cũng có một cái studio và đang hiện đang dạy các học trò về cái ngành vẽ tranh này, thì lát nữa đây chúng tôi xin phép sẽ được thêm chi tiết về những vấn đề này. Thì trở lại với chương trình triển lãm Lung Linh Sắc Hà, một cái chủ đề rất là hay, có một thứ vị chị Bình Giao có thể chị Phạm Bình Giao đã nói về cái một số nét về về tranh ảnh, thì xin nhờ chị Lê Thế Vinh có thể biết là tại sao mà các chị chọn chủ đề Lung Linh Sắc Hà cho cái cuộc triển lãm lần này không thưa chị? Cái đó là rất là đơn giản, tại vì bây giờ là mùa hà, thì mình nói ra cái chủ đề là hà, nhưng mà lung linh sắc hà là do Quỳnh Giao với là đằng Quang Vinh đặt ra. Còn chị nói là hà thì mình triển lãm mùa hà thôi, đơn giản vậy thôi. Trên màn ảnh chúng tôi gửi đến quý vị cái poster phải nói là rất là nhiều màu sắc của mùa hạ, như là chị Lê Thế Vinh có trình bày. Thì lần này có sự tham gia của ba họa sĩ như Carmen Ngân có thưa phần đầu của chương trình, họa sĩ Đặng Quang Minh, chị Phạm Bình Giao và chị Lê Thế Vinh. Thì những cái bức tranh ngày hôm đó là của ba họa sĩ. Chị Phạm Bình Giao có thể chia sẻ đôi nét một số những cái bức tranh mà chị sẽ triển lãm trong chương trình ngày hôm đó không thưa chị? Do có một ít bức để trưng bày kỳ này, thì trong đó có một vài bức mới vẽ đây. Thì có bức ta vẽ về Laguna Beach, cái nắng của mùa hạ trên biển Laguna. Ngoài ra thì có những cái bức như là bức Adrift, thì do vẽ về cái giống như là một cái phản ánh một cái sự mà nghĩa là ngộp thở vậy đó. Giống như là mấy cái cuộc sống nhiều khi nó khó khăn đó, thì mình có nhiều cái lúc cảm thấy là mình ngộp thở, cái bức đó của Giao lấy tên là Adrift. Còn một số bức thì là tranh sơn mài, nhưng mà là cái loại sơn mài mới mà Giao vừa mới nói với anh ấy, mới thưa với anh là cái Giao sử dụng một cái cách mài mà mài khô. Và vì ở bên này thì không có sẵn cái sơn mà Phú Thọ như là cái sơn mài bên Việt Nam. Những cái bức tranh mà chị vừa mới giới thiệu đó, thích chị khoảng tốn bao nhiêu thời gian để mà vẽ những cái bức tranh như vậy thế chị? Cái thời gian thì cũng khó nói lắm anh, tại vì còn tùy theo cái cảm hứng của cái người nghệ sĩ. Và thí dụ như nói đúng ra về cái tranh phong cảnh á, thì không biết với những cái họa sĩ khác thì sao, nhưng mà Giao á thì phong cảnh thì tương đối dễ. Tại mình nhìn sao thì mình vẽ vậy thôi. Còn những cái bức mà sáng tác á, thì mình còn phải suy nghĩ về nó nhiều lắm. Thì suy nghĩ thì lâu, nhưng mà thể hiện thì cũng tùy. Thể hiện thì có thể nhanh hơn. Nhưng mà cái thời gian thì cũng trong khoảng từ 1 tuần cho tới 2-3 tuần. Tùy theo cái size nó bự hay là nhỏ. Một cái bức tranh các chị Lê Thế Vinh cũng đồng ý là mình bỏ rất là nhiều tâm huyết, nhưng mình coi như một cái đứa con tinh thần của mình. Thì những cái buổi triển lãm như vậy, tức là khách đến coi xe tranh rồi cũng có thể mua tranh những phải không chị? Một bức tranh như vậy chắc họa sĩ mà bán bức tranh có tiếc lắm không? Hân nghĩ mà nếu mà tại mình không biết vẽ, thành ra vẽ được một bức tranh mà bán như vậy chắc tiếc lắm. Là mình bán bức tranh nguyên thủy hay là mình chỉ là một cái bản copy của bức tranh hay sao thưa chị? Dạ, thường thường là nguyên thủy. Còn khi nào mà mình cần tranh nhiều để mình bán, để mà mình làm một cái event gì đó cho người nghèo á, thì mình có thể làm copy ra, có thể print lại, rồi mình retouch lại. Dạ, thì cũng tùy theo thôi. Như vậy là bức tranh nào mà quý vị đến mua là chỉ có một bức tranh duy nhất đó thôi. Dạ, phần đó là như vậy. Thì đúng ra là họa sĩ Việt Nam mình thường thường là bán original, nhưng mà Mỹ thì họ bán cái copy nhiều hơn, tức là cái canvas transfer luôn. Kính thưa quý vị, thì cảm ơn xin phép được đọc lại những cái địa chỉ trong cái cuộc triển lãm Lung Linh Sắc Hạ được tổ chức vào ngày 17, 18, 19 vào tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở địa chỉ là Over Village, 7561 đường Center Avenue, ở suite là số 18, ở thành phố Huntington Beach, California. Số điện thoại là 714-818-0438. 818-0438. Một cái chương trình có thể nói là rất là đặc sắc, vì ở các nơi biết ở miền Nam Cali chúng ta không có những cái cuộc triển lãm nhiều, những cuộc triển lãm như vậy. Thì chắc chắn quý vị nghe chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ đến để ủng hộ cái cuộc triển lãm Lung Linh Sắc Hà này ở Over Village.
để mà cái số điện thoại này là số điện thoại của cái chỗ đó hay là của họa sĩ nào? Của họa sĩ Đặng Quang Minh. Đặng Quang Minh, số 818 0438. Quý vị có thể gọi số này nếu quý vị đi lạc. Cái chỗ này một cái chỗ rất là dễ thương quý vị. Our Village, chị có thể chia sẻ thêm về cái địa điểm này không thưa chị? Nó dễ kiếm lắm mà, tại vì nó đối diện với Costco của Huntington. Costco Huntington. Một lần nữa thì cuộc triển lãm Lung Linh Sắc Hạ 17, 18 và 19 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Our Village, với chủ đề chúng tôi đưa quý vị Lung Linh Sắc Hạ của ba tranh của ba họa sĩ Đặng Quang Minh, Phạm Bình Giao và Lê Thị Vinh sẽ được gửi đến quý vị. Và cảm ơn anh xin phép được gửi quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục phần tâm tình cùng với họa sĩ Lê Thị Vinh cũng như họa sĩ Phạm Bình Giao trong chương trình ngày hôm nay. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời. Cảm ơn quý vị và những làn sóng để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi đặc biệt giới thiệu về buổi triển lãm tranh Lung Linh Sắc Hà, đó là chủ đề, và được sẽ diễn ra vào ngày 17, 18, 19 tháng 7 tại Our Village, số 7561 đường Center, suite số 18, thành phố Huntington Beach. Và đến với chương trình ngày hôm nay là hai họa sĩ sẽ có mặt trong cuộc buổi triển lãm này, là họa sĩ Lê Thị Vinh cũng như là họa sĩ Phạm Quỳnh Giao. Và cảm ơn Hưng cũng tình cờ biết thêm cái địa điểm này thưa quý vị, ở Our Village, cũng là cái studio của họa sĩ Phạm Quỳnh Giao, và chị cũng nhận dạy rất là nhiều những cái học viên đến đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi trình độ, đủ mọi lứa tuổi về cái những cái hội họa. Xin ngắt lại anh một chút là Giao và Minh luôn. Chị Bình Giao và họa sĩ Đặng Quang Minh, tức là cùng trong cái studio này. Đến một cái học viên mà đến học như vậy, mình có phải các thầy cô có phải check cái talent của mình là mình phải biết vẽ sơ sơ không chị, hay là một người như Cao Minh Hưng không biết vẽ gì hết đâu vô có thể nào vài tháng sau vẽ thành trở thành họa sĩ được không chị? Câu hỏi hơi khó mà để coi họa sĩ cô giáo Phạm Bình Giao trả lời thế nào. Đúng ra thì Giao phải check thử xem là cái khả năng của cái người học viên đó như thế nào, rồi để mình sắp xếp cái bài vở cho nó hợp. Còn đối với lại những cái người mà lớn thì họ dễ tiếp thu hơn. Thì đúng ra thì mình cũng phải test chứ. Xong rồi giao thu xếp, ví dụ như đúng ra cái người mà họ vâng lời mình một tí á, thì họ dễ tiến bộ hơn. Chứ nếu mà họ chưa biết gì hết mà họ cứ kêu ồ tôi muốn cái này tôi muốn cái kia, nó cũng hơi phiền chút. Tức là mình dạy theo cái ý thích hay là phải dạy theo cái trường phái mà học viên đòi hỏi hay sao thưa chị? Thật sự ra thì giao thích họ theo cái đường lối của mình hơn. Tại vì mình biết là cái khả năng họ như thế nào, thì mình hướng dẫn nó dễ hơn là là mình phải chiều theo cái ý của học viên, thì nó hơi nhức đầu chút. Kính thưa quý vị, thì trở lại với họa sĩ Lê Thị Vinh, mà chúng ta gọi là phóng viên chiến trường của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, mà chắc có lẽ rất là nhiều quý vị khán giả cũng đã biết về chị Lê Thị Vinh, một người có thể nói là nhiệt tình trong những cái sinh hoạt của cộng đồng ở đây, cũng như là cảm ơn chị là những cái buổi sinh hoạt, những chương trình sinh hoạt thì chị Lê Thị Vinh cũng tặng một số tranh để câu lạc bộ tình nghệ sĩ có thể bán đấu giá, và rất là nhiều quý vị khán giả rất là yêu mến cũng đến cũng đấu giá những bức tranh của chị. Thì cũng cảm ơn chị Lê Thị Vinh. Đây là một cái nghĩa cử mà để đáp lại, thì cảm ơn, cũng mong muốn quý vị sẽ đến ngày hôm đó, những 3 ngày 17, 18, 19 trong tháng 7 để ủng hộ những họa sĩ này, những người có thể nói là sát cánh sinh hoạt cộng đồng, cũng như là chị Phạm Bình Giao, một người đã bỏ nhiều tâm huyết để hướng dẫn rất là nhiều học viên để sau này cũng trở thành những họa sĩ cống hiến những cái đường nét như nét cọ để đem cuộc đời Lung Linh Sắc Hạ nhiều thêm màu sắc trong cuộc sống. Thì cái đến với chương trình Lung Linh Sắc Hạ, nếu mà quý vị khán giả vào xem triển lãm nhiều quá rồi, quý vị có ba họa sĩ có đủ thời gian để mà mình diễn thuyết từng cái bức tranh ý nghĩa thế nào hay không, hay là mình có để cái display hay thế nào không hai họa sĩ? Theo như Lê Thị Vinh được biết á, thì số tranh cũng giới hạn thôi, không có nhiều, cho nên mình có thể giải thích cho khán giả hoặc là nói chuyện với khán giả được. Còn cái chuyện mà có một cái display cái gì về
Chắc mình chỉ để cái tên của bức tranh. À, mình chỉ để tên thôi. Thì hiện giờ thì Giao cũng muốn mình có một cái bản ảnh nhỏ nhỏ rồi mình để mình giới thiệu về về từng họa sĩ. Nhưng mà hy vọng là làm kịp chứ sợ là cái thời gian nó không có nó gấp quá nó thì sẽ không kịp. Không riêng về cái cuộc triển lãm này mà quý vị nếu mà biết về cái Owen Village là một cái nơi thì nó rất là dễ thương quý vị. Mình thấy đi con đường đường beach không chị tới đường center và phải nếu mà mình đi về hướng nam thì Owen Village mình chạy vào con đường center thì bất ngờ một cái khu phố như vậy nó rất là có cái nét của châu Âu của những cái nước của bên Đức á, của người Đức mình vào đó thì studio cũng là nơi triển lãm tranh lung linh sắc hạ sẽ ở đó. Mà các bạn thấy trong poster này rất là nhiều bức tranh mà quý vị có thể mua những bức tranh này về treo trên phòng khách của mình rất là có giá trị. Nó có đường nét như là các bạn đang nghĩ là tại vì cái background của chị Phạm Bình Giao cũng như chị Lê Thế Vinh vừa có Âu vừa có Á. Mình treo một bức tranh có thể khách ngoại quốc vào cũng thích. Thành ra lúc đầu mà trước khi vào chương trình thì các bạn đang có đề nghị nói wow những cái bức tranh này rất là có giá trị. Người Việt Nam mình cũng thưởng lãm nhưng mà cũng nên đem những cái chương trình này để giới thiệu cho khách ngoại quốc. Thì nó mới thay họ thấy là wow Việt Nam mình cũng những họa sĩ rất là tài năng vẽ những bức tranh không thua gì những họa sĩ của ngoại quốc cũng như nước ngoài. Thì các bạn cũng mong rằng quý vị hai chị cũng nghĩ đến việc này để sau này có thể mình truyền đạt là những cái nét vẽ tự hào với cái nền hội họa của người Việt Nam mình. Thì ngoài cái chương trình này thì sắp tới đây chị Lê Thế Vinh hay là chị Phạm Quỳnh Giao có những cái planning gì trong những buổi triển lãm sắp tới không? Mình có thể nhân lên đây để giới thiệu thêm mà chị Lê Thế Vinh. Có. Thì thật sự là 3 người hoặc 5 người hoặc 6 người thì rất là dễ làm. Càng ít ý kiến thì càng tốt. Thì sắp tới đây thì cũng khoảng 6-7 họa sĩ sẽ làm một cái chương trình về mùa đông. Mùa đông. Mùa đông thì có thể là gần Noel. Cái dịp Thanksgiving. Thanksgiving. Là Noel ha. Cho nên mình có những cái màu sắc cũng vui tươi. Và đến tháng 4 sang năm thì chúng tôi sẽ làm một cái chương trình lớn là chị bật mí thêm chút xíu chương trình lớn là sao? Chương trình lớn có nghĩa là nhiều trắng nhiều họa sĩ và phòng sẽ rất lớn. Tháng 4 thì cái chủ đề lúc đó sẽ là gì? Sẽ là về những cái feeling về những cái ngày chiến tranh. Chiến tranh của Việt Nam. Chiến tranh của Việt Nam. Thì mình sẽ vẽ những cái đó. Vẽ những cái cũng thanh thao một chút chứ không phải là chứ không có đau buồn quá. Không có buồn quá đó. Cảm ơn. Thì thấy thì nó vẽ của chị Lê Thế Vinh thì phản vớt trong đó rất là nghệ thuật, cũng không có phải là đau thương buồn lắm, mặc dù nó cũng có chiều sâu của nó. Vì mình nhìn vô một bức tranh thì chắc chắn những cuộc triển lãm sau này thì cảm ơn. Nếu có thời gian sẽ mời hai chị cũng như là những họa sĩ góp mặt trong chương trình sẽ đến. Thì bây giờ mình tập trung về cái triển lãm này, con thấy là lung linh sắc hạ, nghe cái chủ đề là thấy là muốn đến để xem những bức tranh rất là đẹp rồi thưa quý vị, của ba họa sĩ Đặng Quang Minh, Phạm Bình Giao cũng như là chị Lê Thế Vinh. Những bức tranh các mình thấy là trong cái poster này đây chỉ có khoảng chừng 10 bức tranh là cũng thấy đẹp rồi. Và ngày hôm đó vì thế là cũng nên đến để ủng hộ những họa sĩ Việt Nam của chúng ta, cũng như là rủ bạn bè, những khách ngoại quốc để đến Owen Village, một cái địa chỉ rất là dễ tìm. Ở địa chỉ các mình xin phép được lặp lại là 7561 đường Center Avenue, suite số 18, thành phố Huntington Beach, California 92647, hoặc là có thể gọi số điện thoại của họa sĩ Đặng Quang Minh 7148180438. Và chắc chắn là quý vị sẽ mang về được dịp xem những cái tranh này cũng như là đem về những bức tranh mà các họa sĩ đã bỏ rất nhiều tâm huyết để tạo nên những cái sáng tác nghệ thuật như vậy. Thì để những giờ phút cuối của chương trình thì chị Lê Thi Vinh cũng như là chị Phạm Bình Giao có muốn chia sẻ thêm gì về cái buổi triển lãm này không thưa chị? Trước khi chúng ta chia tay quý vị nơi đây thì chị Phạm Quỳnh Giao có thể chia sẻ thêm hay là một cái địa chỉ website nào của chị để quý vị có thể vào để tìm hiểu thêm về những cái sáng tác của chị không thưa chị? Cảm ơn anh. Nhân tiện đây thì Giao cũng xin quảng cáo chút về cái website của mình. Thì nếu mà quý vị có yêu thích tranh của Giao có thể vô cái website của Giao là www.giaophạmart.com. Thì quý vị đánh vô Google rồi đánh câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì có tranh của chị ở trong, hoặc là họa sĩ Lê Thủy Vinh thì sẽ có một số tranh đang có sẵn.
Kính thưa quý vị, thì Cao Minh Hưng biết đọc một số research thì âm nhạc cũng như là hội họa là nó có một cái hướng phát triển cái não bộ của các trẻ em. Thì quý vị thấy là thấy con em mình yêu thích, có thể đây là một cái dịp những người như là cô giáo Phạm Bình Giao nên đưa những các con em của mình đến một cái dịp để các em cũng có các cái cơ hội để phát triển tài năng của các em, mà nó cũng giúp trong cái quá trình học tập của các em. Những em mà chơi nhạc hay những em hội họa dường như là những cái điểm nó cũng giúp cho cái điểm số, cái học lực của các em nhiều hơn. Anh nói cũng đúng đó, là vì theo như Giao được biết thì cái điểm mà khi mà các em transfer lên thì có, nếu mà có thêm cái hội họa vô được cộng thêm điểm vô. Một cái cách để giúp các em để những cái trường học sau này. Thì rất tiếc là cái thời lượng chương trình chúng ta có giới hạn. Một lần nữa thì cảm ơn họa sĩ Lê Thị Vinh cũng như là họa sĩ Phạm Quỳnh Giao đến với chương trình để nói về cái cuộc triển lãm Lung Linh Sắc Hạ vào ngày 17, 18, 19 tháng 7 sắp tới đây. Thì chúc cho hai chị cũng như là họa sĩ Đặng Quang Minh cái chương trình triển lãm rất là thành công. Và nơi đây thì mời chị Lê Thị Vinh và chị Phạm Quỳnh Giao gửi lời chúng ta chia tay đến quý vị khán giả. Thưa mời chị. Dạ, tôi là Lê Thị Vinh, mong các bạn đến để ủng hộ tinh thần trong những cái ngày mà mình gọi là cái số những bức tranh của chúng tôi. Và xin cảm ơn quý vị đã coi. Mời chị Phạm Quỳnh Giao. Giao cũng xin mời quý vị khán giả cũng như là các thân hữu gần xa có chút dành chút thời gian để mà tới cái phòng triển lãm để mà thưởng thức xem tranh của chúng tôi. Và cũng xin thành thật cảm ơn quý đài. Cảm ơn các chị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị có thể gọi cho Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315 hoặc là vào trang website của chúng tôi, địa chỉ là caulacbotuyenghiesi.com. Họa sĩ Phạm Bình Giao, họa sĩ Lê Thị Vinh và Cao Minh Hưng, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.